Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng lễ bàn giao toàn bộ dự án, mới đây công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Capital Land Hoàng Thành, chủ đầu tư dự án Seasons Avenue đã triển khai chương trình bán hàng hấp dẫn. Theo đó, khách hàng sẽ được chiết khấu lên đến 9,5% giá trị căn hộ, tận hưởng gói 3 năm vui sống miễn phí toàn bộ phí dịch vụ và tiện ích, lịch thanh toán chậm trong vòng 12 tháng với lãi suất 0% và có cơ hội trở thành chủ nhân của xe Vespa Piaggio trong chương trình bốc thăm trúng thưởng mỗi tháng. Nằm tại trung tâm quận Hà Đông, tổ hợp chung cư Seasons Avenue bao gồm 4 tòa tháp cao từ 40 tới 41 tầng, phát triển bởi Capital Land, tập đoàn bất động sản từ Singapore và đối tác Hoàng Thành. Theo đại diện chủ đầu tư, cư dân không chỉ sở hữu căn hộ mà còn tận hưởng giá trị sống như không gian xanh lành mạnh, các tiện ích giải trí thông minh liên hoàn, hệ thống an ninh 3 lớp, cộng đồng dân cư hiện đại. Dự án gồm chuỗi 60 tiện ích khép kín theo phong cách nghỉ dưỡng Singapore.